California, yeah, he's come from Miami. Ah, Miami, from here, right? Ah, you have my idea, TV, you can. Okay, you want to sing Miami song, Papa Yen. You don't know my song, right? You don't see him? Why you come here? I want you guys. Just watch it, right? Okay. Lá cờ của Việt Nam. Rất, anh rất là yêu người Việt Nam. Thế thì love Việt Nam hơn. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Welcome Việt Nam and Hồ Chí Minh. Vùng trời thì điên bậc. Sao cô không nói đi, con có biết nói đâu. Lấy đây, cứ bình tĩnh. Okay. After you. Hôm nay đến Việt Nam và Nha Trang thì cô là người Việt Nam hả? Sao cô nói là Việt Nam? Lần đầu tiên đến Nha Trang. À, cô là người Việt Nam mà lần đầu tiên cô ghé vào thành phố Nha Trang rồi. Ok, sure. Đến. Nó tiếng cô to quá. Thì đây là một đất, câu này nói không được, câu này hát không được, nói không mà. Sao nãy giờ đã nói được mà. Cái này hả? Cái này nói mà hát không được. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thì đây là một vùng đất thật là yên bình. Cho nên tôi muốn gửi đến cho mọi người hát vào vùng trời bình yên. Nói. She says hello. She says hello. Thank you.
hai người mấy kìa. Again, let me just want to do the next song and one scene for you. And not a language. So before I sing it, when up is everyone on the board. Can you stand up, please? Stand up. Everybody stand up. Stand up. Get up.